Từ khi phường Hòa An, quận Cẩm Lệ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để kiểm soát COVID-19, các đơn vị địa phương khác trên địa bàn quận Cẩm Lệ cùng hướng về tâm dịch bằng sự chia sẻ vật chất lẫn tinh thần. Những ngày qua, hàng loạt chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm thay nhau hướng về trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hòa An. Chỉ là rau củ quả, những chai nước, thùng mì tôm, nhưng lại là những thứ cần thiết lúc này cho người dân địa phương và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đó cũng chính là sự sẻ chia của các địa phương, đơn vị cùng với Hòa An trong công tác phòng chống dịch. Thì mặt trận cũng có lời kêu gọi đối với hệ thống mặt trận, các hệ thống đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư để chung tay góp sức với phường Hòa An trong các hoàn cảnh khó khăn để giúp cho bà con nhân dân. Với những nhu yếu phẩm này, hàng ngày phường Hòa An tổ chức phân chia hỗ trợ cho người dân tại các khu vực phong tỏa cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Các cơ quan, các đơn vị cũng đã đóng góp hỗ trợ cho địa bàn phường Hòa An những nhu yếu phẩm, những cái trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho lực lượng phòng chống dịch. Qua đó thì chúng tôi cũng đã kịp thời trang trải, thứ nhất là trang trải cho phân điều hành phân phối cho các cái hộ dân hiện nay đang nằm trong vùng phong tỏa cứng. Dẫu còn nhiều gian nan phía trước, nhưng sự động viên, chia sẻ kịp thời của các cấp, các ngành, đơn vị địa phương sẽ là động lực lớn để phường Hòa An, quận Cẩm Lệ sớm đẩy lùi đại dịch.